thưa quý vị liên quan đến câu chuyện về tuyến đường sắt cát linh hà đông thì mới đây bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng đề xuất ủy ban thường vụ cho phép thường vụ quốc hội cho phép bổ sung danh mục trả nợ gốc các hiệp định vay của dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông Cụ thể, chính phủ cho biết tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 8.769 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng. Dự án được sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước, trong đó phần vốn vay của Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành thủ tục để bàn giao dự án cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, làm cơ sở chuyển giao khoản nợ để thành phố thực hiện trả nợ, đồng thời theo chỉ đạo của lãnh đạo chính chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng đề xuất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung doanh mục trả nợ gốc các hiệp định vay của dự án đường sắt đô thị các linh Hà Đông trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải để trả nợ gốc khoản vay lại của dự án